Kính thưa quý vị, cụ bà 102 tuổi được cấp bằng tốt nghiệp sau hơn 60 năm chờ đợi. Với bà Metro Bowman, đó là khoảnh khắc mà phải chờ đợi sau khoảng thời gian bằng cả một đời người. Khóa học giáo dục mà bà Metro Bowman sống tại bang Arizona, Hoa Kỳ, tham gia học được bắt đầu từ năm 1957 khi bà đã bước sang tuổi 40. Năm đó, bà theo đuổi học về giáo dục tại trường Brescia, Kentucky, Hoa Kỳ. Lý do của việc chậm trễ này là do vì bà Bowman đã phải tạm dừng khóa học của mình tại Đại học Brescia. Song không vì thế mà bà từ bỏ việc học cũng như ngôi trường này, xóa hồ sơ sinh viên của bà đi. Trên thực tế, khóa học của bà vẫn còn tồn tại trong kho dữ liệu sau ngần ấy năm. Bà Michelle Bowman sau đó đã hoàn thành đủ tín chỉ trong khóa học của bà và làm giáo viên trong hệ thống trường công giáo tại bang Arizona. Hiện tại, Bowman là cựu sinh viên cao tuổi nhất của Đại học Brescia. Thậm chí, ở thời điểm cụ bà chưa nhận được bằng tốt nghiệp, thì con gái bà đã lại tiếp tục theo học tại đây. Phó hiệu trưởng Đại học Brescia, Tracy Naylor, đã trực tiếp trao cho cụ bà Bowman tấm bằng tốt nghiệp của trường khi cô sinh viên này ngày nào đã ngoài 100 tuổi. Bà Bowman hạnh phúc chia sẻ rằng bà rất vui mừng khi cuối cùng cũng có được tấm bằng tốt nghiệp sau ngần ấy năm tháng chờ đợi.